Chiều ngày 5 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, sự ủng hộ của một số doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chuyến xe nghĩa tình lần thứ tư, chuyển hàng hóa thiết yếu đến thành phố Hồ Chí Minh. Số hàng hóa được chuyển đi đợt này là hơn 29 tấn, gồm gạo, mì gói, trái cây, rau củ, với tổng trị giá trên 386 triệu đồng. Qua 4 đợt tổ chức, Sóc Trăng đã có 144 tấn hàng hóa trị giá trên 2,3 tỷ đồng được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ người dân thành phố và người dân Sóc Trăng đang sinh sống làm việc tại đây gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng mong mỏi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để có thêm nhiều chuyến xe nghĩa tình góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch. Chiều ngày 5 tháng 8, Thượng tọa Lý Đức, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội phó Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Sơn Rông đã đến thăm tặng quà cho lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Tại các nơi, Thượng tọa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia trực chốt đã không quản ngại vất vả, những bất lợi về thời tiết đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Thượng tọa cũng gửi đến mỗi chốt kiểm dịch phần quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần giúp lực lượng an tâm làm nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, cận nghèo và lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch, tính từ ngày 19 tháng 7 đến nay, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Phú, các tổ chức thành viên và các địa phương trong huyện đã vận động các tổ chức cá nhân mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ tiền, quà và các nhu yếu phẩm, được tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ hơn 8.000 phần ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ ở 64 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, tặng hơn 8.600 phần quà gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã thị trấn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, qua đó nhằm giúp các gia đình yên tâm trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn trước mắt và chung tay trong công tác phòng chống dịch của huyện nhà. Ban Dân vận cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và tham gia hỗ trợ trực tại các chốt kiểm soát, tổ chức nấu ăn, hậu cần phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch. Thưa quý vị, nhằm động viên các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, chiều tối ngày 3 tháng 8, lãnh đạo thị ủy Vĩnh Châu đến thăm động viên tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn phường 1 và trung tâm y tế thị xã. Tại các điểm đến, lãnh đạo thị ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, biểu dương tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Đồng thời qua đó mong muốn các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và người dân tại khu vực cách ly. Đến thăm y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm y tế thị xã, lãnh đạo thị ủy đã trân trọng biểu dương và đánh giá cao vai trò xung kích của đội ngũ y bác sĩ. Chúc lực lượng y tế mạnh khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, góp phần cùng hệ thống chính trị ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh.